đen ha, vừa hơn. Sao không dùng cái này làm gì ạ? Tác hại của việc chỉ ở trong nhà, những bức ai gì là ta đang ở trong. Tao sợ. Tại sao chúng ta lấy cái này với cái này được thật đẹp lắm nha. Cái này trước này xong ta phát ra cái này. Killing spree. Quay ngược lại. Rồi nhìn thấy tay là tay bên trái à, tôi nhìn. Nó hơi khó ha. Phải cái tay trên nó rồi. Hãy subscribe.
em trả thái. Killing spree. Lại thèm lại cái nước đó. Đi thằng bé. Ừ, giờ này là ăn xong rồi. Năm giờ rồi. Giờ 3 giờ mới ăn giờ. Giờ đen ăn trưa. Ăn xả. Ăn thôi. Đi ăn thôi. Tôi buồn ngủ quá. Cái đầu. Hey.